đây là củ gì hả ông? Củ diêm, rửa củ diêm. Bây giờ chúng ta sẽ đi hái ớt nha. Bây giờ thì mình sẽ đi nhổ sả. Đây là một cọng sả. Ôi, cẩn thận không bị đứt tay. Giờ mình sẽ xử lý thịt, lọc thịt ra khỏi con cá. Mình sẽ dùng mua con cá mè. Mình lọc thịt ra còn lại xương. Thịt mình lọc ra như thế này. Sau đó mình sẽ rửa những cái xương này ra. Cho nó lọc xương ra. Chúng ta sẽ lấy chảo. Dạng này là dạng nguyên thủy. Miếng cá chúng ta sẽ ngon như thế này và không còn xương nhé. Mình đã lọc hết cả xương ra. Đây là những miếng cá mà mình mới trần qua gạo. Đấy, miếng cá rất là ngon. Chuyên nghiệp. Thì chúng ta sẽ thái thịt. Mày cá luôn đi. Mày quên ăn đâu. Còn kia luôn. Đây đây. Đây là con đuốn. Mình đã chuẩn bị sẵn. Chanh. Bắt đầu thêm một cá. Bây giờ thì mình sẽ lấy nước riềng mát ra. Chín cá, chín trắng. Nước riềng ra xong chúng ta sẽ được cốt nước cốt riềng. Sau đấy thì mình sẽ vắt nước cho miếng cá nó khô như thế này. Vắt xong mình băm riềng. Riềng ra thật mỏng, mịn nhỏ. Sau khi băm xong thì chúng ta sẽ cho vào chảo như thế này và xào lên qua lửa để cho nó thơm. Xào cho nó thật là thơm. Chúng ta sẽ thái một ít sả để cho vào như thế này. Sau đó là cho riềng vào. Riềng chúng ta vừa mới xào qua xong. Trộn đều. Trang trang, chúng ta vừa làm xong món này là món gỏi cá mè.